Vẻ đẹp vĩnh hằng, đó là điều mơ ước của quý vị và cũng là thương hiệu của chúng tôi với những dòng sản phẩm mới, đặc chế dành cho làn da của người Á Đông. Forever Beaumore luôn tìm kiếm và liên kết với các hãng mỹ phẩm danh tiếng để cho ra những dòng sản phẩm thích hợp cho từng loại da như kem yến, kem nhân sâm, kem linh chi đông trùng hạ thảo, kem trộn vàng, cùng các loại thực phẩm chức năng nuôi dưỡng làn da như nước uống collagen hay Miracle Capsule, cùng hàng trăm sản phẩm đã sẵn sàng để phục hồi tuổi thanh xuân của quý vị. Quý vị chị em phụ nữ muốn có một bộ áo đầm cưới, một bộ áo dạ hội hay một bộ áo dài sang trọng, quý phái và tinh tế, xin hãy tìm đến Thái Nguyễn Couture. Nhà thiết kế Thái Nguyễn đã thiết kế những trang phục lộng lẫy và đẹp mắt cho các tài tử Hollywood và các ca sĩ nổi tiếng của trung tâm Thúy Nga, sẽ tận tay thiết kế những bộ trang phục có một không hai cho quý vị với những mẫu mã hợp theo sở thích từng người, từng vóc dáng và từng cá tính, với toàn bộ chất liệu sang trọng và cao cấp. Thái Nguyễn Couture, tọa lạc bên góc đường Magnolia và Warner ở Huntington Beach, California. Số điện thoại 714-766-4370 hoặc vào website www.thainguyencollection.com để xem những mẫu mã và thông tin mới nhất của nhà thiết kế Thái Nguyễn. We'll be right back.
Trong tập 11 vừa qua,
Đó là phần finale phần 1. Quý vị đã thấy những hình ảnh của bộ sưu tập Xuân Hè 2015 của Thái Nguyễn. Trong tập 12 tuần tới là phần finale phần 2, quý vị sẽ thấy một cái buổi reunion, buổi họp mặt cuối cùng của Thái Nguyễn với tất cả những người đã cộng tác trong chương trình Glamorous Heart, host by chị Thúy Hằng, là một nghệ sĩ nhân viên của đài Việt TV. Và đặc biệt là sự công bố số tiền mà Thái Nguyễn đã làm với chương trình Glamorous Heart đã gây quỹ được cho hội từ thiện PPI.